Rồi, bây giờ thì các em thêm cho thầy thay sửa lại cái vỏ nãy đây mình đi print đúng không nha. Em sửa lại cho thầy thành chữ return cho thầy. Sau khi tính toán kết quả xong là mình hoàn tất rồi, mình không chạy nữa, mình return là giá trị luôn. Vậy là mình đã xong một cái bài số 1 ví dụ máy tính đơn giản. Các em có thể bỏ anh chàng này bằng cách gì nhỉ? Nếu như mà kiểm tra nếu nó số 1, nếu nó bắt đầu bằng số 0 thì mình sẽ nếu nó bắt đầu số 0 thì mình sẽ là gì nhỉ? Set cho anh chàng này chính là giá trị là 1. Làm tương tự như thế cho những cái số khác để cho nó đẹp hơn cho cái trình diễn của mình thôi. Cái việc nó hoàn chỉnh hiện hơn cho nó hết các lỗi thì các em tự động hoàn thiện hết cho thầy nhé. Được chưa nha? Rồi. Và ở đây cũng sẽ xét luôn, nếu người dùng bấm phím dấu cộng thì mình sẽ kiểm tra thử xem coi cái number của mình. Cái number 1 của mình đấy. Number 01 của mình có khác với ký tự không chưa? Nếu khác ký tự không thì tôi mới vô đây làm. Còn nếu như nó bằng không thì tôi sẽ không làm trò này. Được nha. Rồi. Tương tự như thế cho cộng trừ nhân chia là dấu chấm, và nếu dấu bằng thì tôi phải kiểm tra xem thử coi người dùng đã nhấn vào cái nút operator chưa. Kiểm tra ha. Operator phải khác với giá trị không, đồng thời number 01 ha, nó phải khác với là giá trị là không này hay chưa, rồi mới cho nó thực hiện phép toán trong này. Còn nếu nó chưa thì tôi sẽ gì, dừng ở đây được nha. Này vậy thì chỗ operator này các em sửa lại cho thầy, thầy gán giá trị ban đầu cho nó bằng không. Rồi ha. Vậy là mình xong bài này rồi. Tạm thời đóng tất cả những cái file trên này đi. Rồi bây giờ mình sẽ click vào đây tạo tiếp cho thầy một cái HTML bay, chọn nó là lab 03 bài 02, hãy đoán xem. Rồi bấm OK cho thầy. Rồi thì hãy đoán xem này, mình sẽ lấy cái bài cũ của mình copy qua ha. Được nha. Rồi và mình sẽ tạo ra một cái prep luôn. Nếu em nào chưa làm thì có thể làm theo như trên file của thầy ha. Đặt tên nó là lab 03 02, hãy đoán xem. Rồi thì tương tự như thế các em cũng sẽ copy qua luôn. Và lúc này thì như đề bài yêu cầu nó sẽ nâng cao hơn lần trước. Nếu lần trước người dùng được đoán đúng một lần ha, thì bây giờ người dùng sẽ gì nha, đoán được 3 lần. Và mình sẽ khai báo một biến pha count bằng bài.first. Và tất nhiên trong đây mình sẽ cho một cái biến vòng lặp for và int mình có thể dùng là for hoặc có thể dùng vòng lặp biến đếm mình cũng được nữa, index rồi biến y đi quen thuộc ha, bằng 0.first, y nó sẽ nhỏ hơn 3
chấm phết y cộng cộng được nha. Rồi thì nó sẽ bắt đầu thực hiện kết nó vào, sinh ra một số ngẫu nhiên. Và tất nhiên trong này tôi cũng sẽ gì nhờ, nếu đoán chưa chính xác thì tôi sẽ cho người dùng đoán tiếp, và để người dùng đoán tiếp thì tôi sẽ gì nhờ, lấy một cái biến x qua bên này. Nếu người dùng đoán sai thì tôi sẽ hiển thị ra và cho người dùng nhập vào tiếp. Và tất nhiên ở đây tôi sẽ khai báo một biến và x first. Thôi vậy thì thôi, tôi sẽ không có, mới giờ tôi sẽ sửa lại một tí, thay vì người dùng nhất bên này thì tôi sẽ cho nó qua bên kia luôn. Đây, thay vì ở đây giờ mình sẽ mới vào, sẽ cho người dùng là giá trị trước. Thôi nếu xong rồi, đơn giản vậy thôi, này làm quen với vòng lặp của mình thôi ha. Đây, cho 3 lần mà. Thôi mình sẽ chạy thử. Ủa, nó không thấy gì hết rồi. Bên đây lab 02 mình phải sửa này lại nhá, này sẽ là lab 3 bài số 2. Hãy đoán xem, nhớ đúng tên ha, bài mình cái script mình ở đây ha. Rồi stop, trả lại xem thế nào. Đây nhập giá trị vô 4, ok bạn đã chưa chính xác. Ok, bạn đang chưa chính xác. 8. Bạn đang chưa chính xác và lúc này kết thúc chương trình. Bài số 2 của mình vô cùng đơn giản do mình có sử dụng là bài đã trước. Nếu bạn nào chưa có bài trước hay là mất bài trước rồi thì mình sẽ làm lại từ đầu. Được nha. Này nha, mình sử dụng là chỗ này nha. Rồi, bài lớp 3 của mình tới đây là kết thúc.